Hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình. Và hôm nay thì mình lại tiếp tục với cái video là chia sẻ việc nuôi hamster rồi cho các bạn nha. Và hôm nay thì mình sẽ có hai cái nội dung. Cái thứ nhất là mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cái vấn đề là mình thấy có một số bạn gọi là không có bình nước hoặc là thiếu bình nước hay là chưa có mua được cái bình nước á, thì là thế nào để cho con hamster của bạn nó có thể uống được nước. Đấy, nó có thể uống nước được. Và cái thứ hai là mình sẽ gọi là nói về cái bình nước này. Đó, tại vì có nhiều bạn mua bình nước bên mình về á, thì các bạn thường á là các bạn một là do lỗi bình nước nó bị rỉ nước, hai á là các bạn không biết cách sử dụng cho nên là nó bị rỉ nước rồi, và các bạn nói là nó bị hư kia này kia đó. Rồi nếu như mà nó bị này kia, nó bị rỉ nước đó thì đổ lại thì nó cũng khá là phiền phức, cho nên là hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn xài cái bình này nha. Đó, ok. Rồi thì trong video này thì nó sẽ có hai cái nội dung nhỏ nhỏ như thế. Rồi đầu tiên là về cái vấn đề là các bạn nuôi hamster mà các bạn không có bình nước hoặc là chưa có mua bình nước. Thì đối với cái việc này là mình thường mình thấy các bạn mà hay mua hàng bên mình á, thì một là các bạn được người thân hoặc là ai đó quen biết cho một con chuột cho bất ngờ quá, cho nên là các bạn chưa có mua vật dụng, chưa có mua bình nước, dẫn đến việc là chưa có bình nước cho con chuột hamster nó uống. Và cái thứ hai là mình thấy một số bạn á, là thường á là mình thấy một số bạn á là mua chuột trước. Đó, mua chuột trước rồi đem về và không có vật dụng để nuôi luôn. Đấy, vì thế là những bạn nào mà ở xa hoặc là những ở gần nhà bạn không có shop bán chuột hamster rồi đó, hoặc là shop bán thú cưng á, thì các bạn mua hàng ở xa thì mình khuyên các bạn á là các bạn mua hàng khoảng 5 hoặc là tới 6 ngày trước khi mà các bạn mua hamster nha. Các bạn mua một khoảng cách khoảng 5 đến 6 ngày, tại vì hàng nó gửi đến nhà bạn thì nó cũng có khoảng 2 đến 3 ngày nó mới có, chứ nó không có hàng liền nha. Đấy, thì các bạn nên mua vật dụng trước xong rồi mua hamster sau cũng được, thì nó sẽ tránh cái việc là không có lồng hoặc là không có bình nước cho hamster nó uống. Nếu như mà không có lồng thì các bạn có thể gọi là lấy cái thau hoặc là lấy cái thùng gì đó các bạn thay thế được, còn không có bình nước thì theo mình là không có gì thay thế được. Thì thay thế thì có, nhưng mà không, chứ không phải là không có. Thì có một cái số cách, như là có nhiều bạn nói mình là để nước vào một cái chén nhỏ nhỏ đấy, rồi khi nào mà con hamster nó uống thì nó vào nó uống. Thì theo mà thấy cách này thì nó không có hiệu quả, mà nó sẽ gây ảnh hưởng đến cái chuồng, nó sẽ gây dơ chuồng của các bạn nữa. Tại vì khi mà các bạn để như thế này, nếu như các bạn lót cắt sang thì đỡ nha, còn nó có mùn cưa thì như các bạn thấy này không đó, cái chén thức ăn nè, cái chén thức ăn mình mới để vào con chuột nó bơi, là các bạn thấy là chén thức ăn nó bị lấp đầy mùn cưa rồi. Đấy, thì ví dụ như là cái chén thức ăn là chén nước đi, thì các bạn nghĩ sao? Đó, chén nước thì nó sẽ thấm vào mùn cưa rồi nó gọi là bày hay cái chuồng của bạn rất là nhiều. Và một cái nữa là hamster nó không biết thì nó sẽ nhảy vào đó nó tắm luôn. Đấy, và dẫn đến là ướt lông rồi dơ chuồng rồi, nói chung là rất là bẩn. Rồi và hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn hai cách. Hai cái này thì mình thấy khá là hiệu quả và các bạn có thể áp dụng trong những cái trường hợp gọi là chữa cháy thôi nha. Chữa cháy thôi chứ không có gọi là áp dụng cho trong quá trình các bạn nuôi nha. Trong quá trình các bạn nuôi thì các bạn phải mua một cái bình nước chuyên dụng cho hamster như thế này. Ở sẵn tiện quảng cáo luôn, thì các bạn nghe cái bình nước này là loại 75ml, hiện tại bên mình bán là 25.000 một bình. Các bạn nào mua thì liên hệ cho đường link phía bên dưới nha. Ngoài ra mình có loại bình 125ml nữa, giá là 28.000 một bình. Đó, các bạn nào mua thì có thể ghé vào ủng hộ mình. Rồi, xong quảng cáo một ít gì thôi nha. Rồi. Thì không có bình nước này thì các bạn có thể mua cái bình dành cho những cái con chim nó uống, dùng những cái cây nước tự động cho con chim á. Thì một tí nữa mình sẽ lên Google và mình sẽ tìm cây nước đó, mình để lên cái video này cho các bạn là hình dung nha. Thì cây nước này các bạn có thể ra những cái tiệm bán chim cảnh nào đó thì đều có bán hết, giá cũng khá là rẻ, và các bạn có thể sử dụng để cho con chuột hamster nó uống trong tạm đỡ trong một cái thời gian ngắn nha. Thì cái cây nước đó nó sẽ có một cái gọi là một cái khay nhỏ ở dưới thôi, khoảng bề ngang nó khoảng 1cm thôi, rất là nhỏ. Thì mình nghĩ là cái khay nó nhỏ như thế thì nước nó sẽ không dăng, mùn cưa nó sẽ dăng vào nước nó sẽ không có nhiều đó, và hamster thì nó vẫn uống được nha. Đối với cây nước đó thì mình nghĩ là hamster nó vẫn uống được. Và cái cách thứ hai, cách này nó sẽ khá là hiệu quả nhưng mà đòi hỏi là các bạn phải gọi là chịu khó có thời gian một tí thì các bạn áp dụng cách này. Thì các bạn ra tiệm thuốc tây, các bạn mua một cái kim ống tiêm như thế này đây đó, rồi các bạn về các bạn lấy đầu nhọn ra nha. Đầu nhọn thì các bạn có thể bỏ chỗ nào kỹ một tí. Rồi cái cây này thì mình mua có 1.000 thôi à, đó 1.000 một cây tiêm như thế này. Thì cây này thì các bạn dùng để bơm nước để mà đút cho con chuột hamster của bạn uống nha. Đó, thì đút thì cái khoảng thời gian thì các bạn canh khoảng 2 tiếng, 2 đến 3 tiếng thì các bạn đút một lần. Và khi bạn đút nước cho nó uống thì các bạn không có ép, thì các bạn cứ bơm nước vô cái này đúng không? Đó, bơm nước xong, đây mình sẽ bắt con chuột ra ví dụ cho các bạn xem. Rồi và khi mà các bạn đút nước cho nó uống thì các bạn bơm nước vào cái ống tiêm rồi.
thì các bạn hãy để gần cái miệng nó nha. Nếu như mà con chuột của bạn nó khát nước á, thì nó sẽ nghe cái mùi nước và nó sẽ liếm liếm cái đầu ống ống kim này liền đấy. Còn nếu như mà nó không khát thì các bạn có ép thế nào nó cũng không có uống đâu, và các bạn tuyệt đối là đừng có ép mà các bạn là dắt cái miệng nó ra các bạn bơm vào thì đó là không tốt nha. Các bạn chỉ cần để gần cái miệng nó thôi và nó nghe được mùi nước thì nó sẽ liếm thôi, đó là cái lúc đó là nó sẽ khát. Còn nếu như mà nó không uống á, thì các bạn canh khoảng 2 tiếng hoặc là 3 tiếng nữa các bạn làm như vậy thêm một lần nữa thì nó sẽ uống. Thì các bạn cứ nó uống tới đâu thì các bạn cứ bơm tới đó đấy, thì nó uống nào hết khát các bạn nghĩ bơm đút nước cho nó uống nữa thôi đó. Thì cách này mình sẽ thấy là nó khá là hiệu quả cho những bạn nào mà chưa có bình nước hoặc là chưa mua cái bình nước chuyên dụng cho hamster được nha. Rồi thì những hai cách này thì các bạn có thể sử dụng cho cái việc là chữa cháy thôi nha. Còn mà nuôi lâu dài là các bạn phải mua một cái bình nước chuyên dụng cho nó, giá cũng rất là rẻ thôi, hiện tại mình bán 25.000 thôi, mà xài một cái bình thì các bạn xài rất là lâu. Cái ống này là nó sẽ bằng gọi là inox hay là cái gì đó mình không có rành cho lắm, nhưng mà nó sẽ không có xét, nó không có xét nha các bạn, đảm bảo các bạn luôn là nó không có xét. Cái bình này mà thường mà các bạn mua bình mới á, là do là các bạn để cái bình ở trong cái hồ kính hoặc là ở trong lòng á, thì con chuột nó sẽ cắn cái này, nó sẽ cắn mấy miếng nhựa này, nó dẫn đến hư bình. Còn các bạn để như mình như thế này đó, cái bình này mình xài hình như là hơn 1 năm mấy 2 năm rồi đó, nhưng mà nó vẫn còn nguyên nha các bạn đấy. Còn các bạn để ở ngoài như thế này thì con chuột nó không có phá được cái bình, là các bạn xài rất là lâu luôn, xài hoài luôn đó. Xài là các bạn nuôi hamster các bạn chán thì thôi, mà một cái bình có 20 mấy ngàn thôi, nó đương chung là rất là rẻ và các bạn phải mua nha. Còn ngoài ra thì có nhiều bạn nói mình là chế bình để cho nó uống nữa, thì mình nói hẳn với các bạn luôn là các bạn không có chế được đâu, chế con chuột nó cũng không có uống được, mà nếu như nó uống được thì một thời gian nó cũng hư thôi đó. Mình đã thử chế rất là nhiều cách rồi và mình chế hoài cũng chả chế được, và buộc là mình phải mua một cái bình nước cho mấy con chuột này nó uống. Rồi và bây giờ mình sẽ nói về cái bình nước bi. Thì có nhiều bạn mua bình nước về á thì nói nó bị rỉ, bị này bị kia, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng cái bình nước này đấy. Rồi bây giờ mình sẽ để cái lồng hamster qua nha. Rồi đây là một cái bình nước bi mà mình mới lấy ở dưới shop mình đấy, bình nước còn mới luôn nha, mới nguyên luôn, mình chưa có xài gì luôn nha. Thì đó, với cái bình nước bi này á, thì hiện tại trên thị trường nó sẽ có bán hai loại, các bạn lưu ý nha. Một loại là cái loại thường, loại dởm, thì các bạn nhìn cái màu nó sơn rất là xấu luôn, cái màu nó sơn gọi là lợt sau đó nó không có được đẹp. Còn cái loại bình mình đang bán hiện tại á, là cái bình loại tốt, thì cái màu nó sơn rất là đẹp luôn đây, như các bạn đã thấy đấy, màu sơn rất là đẹp luôn nha. Ngoài ra nó có một xanh biển nữa, nói chung rất là đẹp. Và điều mà các bạn có thể dễ nhận biết nhất là cái đầu đó, cái đầu bình nước nha. Đối với cái đầu bình nước mà của những cái ống mà nó loại tốt như thế này thì cái đầu làm rất là đẹp, nó làm rất là tròn và nó sẽ không có bị mẻ nha. Đó, đây, nó sẽ không bị mẻ nha các bạn. Còn những cái bình mà loại thường, loại dởm á, thì cái đầu nó sẽ bị mẻ và dẫn đến việc là rỉ nước nha. Đó, những cái bình loại dởm thì cái đầu nó sẽ bị mẻ và dẫn đến là việc là cái viên bi á, nó đậy không có kín thì nó sẽ bị rỉ nước. Rồi và đối với những cái bình mà các bạn mới mua về á, thì có bình nó sẽ có cục ron ở trong này. Đối với cái bình này thì nó không có viên ron. Không có viên ron, mình nghĩ là có viên ron hay là không có viên ron thì nó cũng không có ảnh hưởng gì nhiều. Còn đối với những bạn nào mà mua ngay cái bình mà nó có viên ron á, thì cái miếng ron nó thường là nó hay gọi là nó hay ở trên này nè, đó, nó hay xuất lên đây nè. Thì các bạn hãy nhấn cho nó sát xuống nha, nhấn cho nó sát xuống, rồi các bạn đổ nước vào đây, rồi các bạn đậy cái nắp này lại. Còn đối với cái bình này không có thì các bạn cứ đổ nước vào đây nha, các bạn lấy cái cây này ra. À, có nhiều bạn hỏi mình cái cây này để làm cái gì. Cái cây này là dành cho những bạn nào mà xài hồ mica hoặc là hồ kính á, thì các bạn có thể móc vào đây nè, móc vào cái đầu này nè đó, và các bạn làm thành một cái móc, các bạn bẻ thành một cái móc đấy, đại khái là vậy. Các bạn canh sao mà cho nó vừa đủ cái tầm con chuột nó uống á, và các bạn móc cái đầu này vào cái thành đó và để cho con chuột nó uống đấy, là dành cho những bạn nào mà xài hồ kính hoặc là hồ mica nha. Còn những bạn mà xài hồ xài lồng á thì các bạn sử dụng cái này các bạn móc vô cái lồng, các bạn biết rồi đúng không đó, đây là một cái móc có thể tháo ra được. Rồi và bình mới á thì các bạn đổ nước vào đây, bây giờ mình sẽ đổ cho các bạn xem luôn nha. Đó, các bạn có thể đổ tới mức này cũng được, hoặc là các bạn đổ gần đầy cũng được đấy, sao cũng được đó. Rồi các bạn đậy nắp lại, bạn đậy kín thôi nha, siết kín lại. Rồi sau đó các bạn chút xuống. Đối với cái bình này mình chưa sử dụng thì mình sẽ test thử là xem nó có bị rỉ nước không nha các bạn. Đây đó, thì nó sẽ không có bị rỉ nước nha. Rồi sau khi các bạn chút xuống đó, thì các bạn lăn cái viên bi này nè, ở đây nó có một cái viên bi, các bạn lăn lấy cái tay lăn một tí cho nó nhiễu những cái giọt nước đầu tiên xuống nha. Thường bình mới thì các bạn lăn như thế mà nó không có lăn xong rồi nó không có rỉ nước á thì nó sẽ là xài rất là ok. Đấy các bạn lăn như thế này đấy. Đối với cái bình này thì nó sẽ không có bị rỉ nước như các bạn. Ok chưa? Rồi, còn nếu như mà cái bình bạn nào mà các bạn lăn xong rồi đó mà nó bị rỉ nước á thì các bạn hãy chút xuống như thế này. Đấy, cho nó văng nước ra một tí.
chút như thế là để cho cái viên bi nó gọi là thật là kín ở phía dưới này nha, nó che cái nước lại thật là kín, nó giữ nước lại thật là kín, thì dẫn đến việc là cái bình nước nó sẽ không bị rỉ nha. Đối với cái bình này thì nó sẽ không có bị rỉ đó. Thì khi mà cái bình nước của bạn mới mua về mà nó bị rỉ rỉ và giọt đó, thì các bạn hãy thử hai cái cách này, rồi các bạn hãy gọi là inbox lại cho mình. Nếu như mà nó rỉ thiệt thì có thể là mình đổi hoặc là bù trừ sau đó cho bạn. Rồi và sân tiện thì mình sẽ nói luôn về cái bình chân không này nha. Cái bình chân không này thì có một số bạn mua thì nó cũng có hiện tượng là bị rỉ nước, nhưng mà theo mình thấy là cái bình chân không nó bị rỉ nước rất là ít nha. Còn đối với cái bình bi này thì đôi khi những cái bình tốt này nó cũng có lỗi rỉ nước thật sự nha các bạn, cũng có lỗi là rỉ nước thật sự. Nhưng mà nói chung là những cái bình tốt này các bạn mua thì nó sẽ an tâm hơn, nó có cái khả năng mà nó bị rỉ nước nó sẽ ít hơn nha. Còn cái bình chân không này thì hôm nay mình sẽ là hướng dẫn các bạn ráp luôn. Thì khi các bạn mua về thì nó sẽ có 3 phần như thế này. Đây là cái cục ron nè, đây cục ron đó. Còn đây là cái đầu ống bình nước chân không. Cái đầu này thì nó bằng thủy tinh, các bạn lưu ý nha. Cái đầu này bằng thủy tinh thì các bạn có thể làm rớt một cái độ cao khoảng 1 mét mấy 2 mét thì có thể là nó sẽ bị bể. Và khi bể cái đầu này thì các bạn buộc phải mua nguyên cái bình mới luôn, chứ không có cái shop nào mà người ta bán riêng cái cây này không cho các bạn đâu nha. Đấy, các bạn lưu ý bảo vệ cây này đó. Thường các bạn mua bình mới là do bể cây này không à đó. Rồi, và đây là cái phần bình và cái móc để mà móc vào cái lòng. Đối với cái bình này thì nó sẽ không có tặng kèm thêm cho các bạn một cái cọng dây chì như thế này. Các bạn muốn mà để vào hộp kính nữa thì có thể là các bạn mua thêm cái chân, rồi các bạn có thể mua dây chì, các bạn móc vào đây các bạn chế thêm nha. Đấy, các bạn có thể móc vào những cái lỗ như thế này nè, bạn chế thêm đó. Rồi, và bây giờ mình sẽ chỉ các bạn gáp. Gáp thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Các bạn lưu ý cái đầu bình nước chân không nó sẽ có hai đầu. Hai đầu này nó sẽ khác nhau nha các bạn. Một cái đầu thì nó sẽ có một cái lỗ nhỏ, đây là cái đầu. Cái đầu này thì các bạn sẽ hướng ra ngoài. Còn cái đầu bên đây thì cái lỗ nó sẽ to hơn. Rồi, cái đầu này thì các bạn sẽ gắn vào cục ron. Cục ron thì nó cũng có hai đầu nha. Cái đầu mà nhỏ như thế này là nó để gắn vào cái bình nước nè. Đó, nó để gắn vào cái đầu bình nước như thế này. Đấy, các bạn có thể là gắn vào cái cục ron vào đây cho nó định vị ở đây trước đi. Còn cái đầu mà cái đầu lỗ lớn này nè, cái đầu lỗ lớn thì các bạn gọi là gắn vào đây. Đấy, gắn vào đây. Sau khi các bạn gắn thì các bạn chừa một tí để các bạn lấy cái tay nè, các bạn đè nó xuống cho nó phẳng với cái cục ron nha, cho nó phẳng với cái đầu cục ron như thế này là ok nha các bạn. Đó, là xong, là mình gáp cái đầu là xong rồi đó. Rồi, và sau khi mà gáp cái đầu bình nước chân không này xong rồi, cái đầu nhỏ này lại, thì các bạn đổ nước vào đây. Các bạn cứ đổ nước vào đây, đổ tới cái cổ thôi cũng được, đổ tới cái cổ này thôi, các bạn rồi là đậy cục ron này lại. Bạn đậy thì các bạn phải đè xuống cho nó sát nha, sát cái mí này luôn nha các bạn. Đây, ở đây nó có một cái mí nhỏ nè, các bạn đè cho nó sát khớp xuống luôn. Có nhiều cục ron nó cứng các bạn thì đè nó hơi rồi là cứng tay một tí, thì các bạn chịu khó là dùng thể lực tí nha. Đó, còn các bạn là không có thể lực thì có thể nhờ người khác, để nhờ anh trai em trai hoặc là bố mẹ gì đó rồi đẩy giùm. Thì nói chung là đồ mới mà cái gì nó cũng hơi cứng một tí. Rồi xong, sau khi xong rồi phải không, đúng không? Đó, sau khi gáp xong rồi nè. Đấy, rồi các bạn cứ chúc đầu xuống. Thì có nhiều bạn thắc mắc là cái bình chân không này là nó không có viên bi với các bạn, thì nó sẽ đổ nước xuống rồi sao, đúng không? Thì cái đầu của cái bình chân không này thì nó là theo cái là định lực lý học gì đó, thì khi mà nước nó nhiễu tới đây nè, tới cái đầu này thì nó sẽ ngưng, nó ở đây luôn, nó không có chảy nữa nha. Đã, lưu ý là nó đặc biệt là nó không có chảy đối với cái bình nước chân không này. Và khi nào ông chuột nó uống thì nó sẽ liếm ngay cái đầu, nó liếm ngay cái đầu thiệt là nhỏ này nha, nó liếm cái lưỡi á, cái lưỡi nó liếm trong cái lỗ thiệt là nhỏ này thì nước nó sẽ chảy ra đó, và nó uống tới đâu thì nước nó sẽ chảy ra tới đó. Đó là nguyên lý hoạt động của bình này. Còn đối với việc mà cái bình nước này nó bị rỉ nước là theo mình thấy là rất là ít luôn. Cái bình chân không này theo mình thấy rất là ít luôn. Và nếu như mà rỉ nước thì các bạn có thể là coi lại cái cách mà các bạn ráp coi là đúng cái đầu chưa. Cái đầu lỗ nhỏ này là nó ở ngoài, cái đầu lỗ lớn này nó gắn với cái cục ron này. Đó, các bạn xem lại, xem các bạn ráp đúng chưa, các bạn đậy cục ron này nó có kín chưa. Đó, rồi các bạn xem lại những cái đó thì các bạn có thể là khắc phục được cái việc rỉ nước của cái bình chân không này. Và hôm nay thì mình đã chia sẻ cho các bạn hai cái nội dung mà các bạn hỏi mình rất rất là nhiều trong cái thời gian qua, và thời gian trước kia các bạn hỏi mình rất là nhiều luôn. Đấy, về cái việc là hamster nó không có bình nước rồi cái kiểu. Thì đối với không có bình nước thì nãy mình có một cái lời khuyên cho các bạn là những bạn nào ở xa không có shop ở gần nhà các bạn á, thì các bạn hãy mua hàng trước nha. Đấy, đối với lòng cũng vậy, các bạn nên mua vật dụng trước. Tại vì vật dụng mà mua hàng xa nó ship khá là lâu á. Còn đối với chuột đồ á, các bạn mua hàng ở xa thì có thể là người ta gửi xe rồi cho bạn thì nó sẽ nhanh hơn. Còn vật dụng thì nó sẽ gửi lâu hơn một tí, các bạn nên mua trước, các bạn để đó. Tại vì vật dụng thức ăn đồ nó đâu có bị mất mát là
hư hao gì đâu, đúng không? Rồi chứ khi nào các bạn mua chuột được á thì các bạn để vào bạn nuôi luôn, chứ không có cần lo lắng rồi con chuột của bạn nó không có bình nước nó uống, rồi có nó không có thức ăn nó ăn đó, này kia kia nọ thì rất là mất công. Các bạn nên mua vật dụng trước, xong rồi một tìm hamster mua sau, hoặc là các bạn có ai có người thân cho các bạn á thì các bạn nuôi luôn đó. Ok rồi, và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Nếu thấy hay đừng quên để lại cho mình một like cũng như là một subscribe để ủng hộ mình ra nhiều video này cho các bạn xem nha. Và xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.